Xin chào tất cả các bạn, mình là Vũ Đình Hoan. Hôm nay sẽ là ngày thứ 5 trong hành trình lấy lại body. Hôm nay mình sẽ tập ngực và tay. Ngực và tay là hai nhóm cơ thể hiện sự nam tính và rất vượt trội cho cả những người đánh giá đồng giới hay khác giới. Nhất là chị em hay đánh giá là ngực to hoặc tay to, nhìn rất là nam tính. Và cái buổi tập ngày hôm nay mình tập sẽ rất là nhiều bài. Và mỗi một bài mình sẽ tập ít nhất là 3 hiệp. Mỗi hiệp là 12 cái, mức tạ cũng sẽ tăng dần lên. Bắt đầu hết cái quá trình đau rồi nên mình sẽ tập nặng hơn. Có một cái lưu ý đó là tay trước rất khó để lên cơ đẹp. Thì mình sẽ có một cái tip ở cuối video và ở cái video tiếp theo. Các bạn hãy nhớ đón xem để mình chia sẻ cho các bạn làm sao mà tập tay trước một cách hiệu quả và to nhanh các bạn nhé. Còn bây giờ đi vào bài tập cùng mình nhé. Đó là tập tay trước khi ngồi ghế nha các bạn nhé. Thì cái phần tay trước này là một trong cái nhóm cơ mà cực kỳ thẩm mỹ và cái độ khó cũng rất là cao. Bởi vì bó cơ tay trước nó rất là dài này, bạn thấy không ạ? Và để mà nó vòng được lên như này, nó to, nó cân đối được với cẳng tay, với vai và ngực thì lại là một cái bài toán để làm sao mà anh em phải giải quyết được nó một cách hiệu quả. Rất nhiều anh em form rất đẹp nhưng mà cái phần tay trước lại bị thọt này. Cái này rất phổ biến các bạn nhé. Thì cái bài tập tay trước hiệu quả và mình yêu thích đó là với tạ đơn. Bởi vì tạ đơn các bạn rất dễ cô lập các nhóm cơ các bạn cần mong muốn. Ví dụ như bài tay trước này, thì có một cái lưu ý là mình đã chia sẻ nhiều lần rồi. Thì khi cầm tạ lên ấy, các bạn ngửa cái cổ tay ra. Các bạn lưu ý để ý nhá, khi ngửa cổ tay ra phát thì ngay lập tức nó sẽ phát cơ, phát lực từ cái cơ tay trước ngay. Còn nếu các bạn dương cái cổ tay này lên, dựng lên thì nó sẽ phát lực từ phần này trước này, từ phần cổ tay đến phần cẳng tay trước, cơ tay trước sau. Đó, và khi các bạn ngửa ra phát thì nó sẽ bắt phát lực từ cơ tay trước. Thứ hai là khi tập với tạ đơn ngồi ghế hoặc các bạn đứng lên thì các bạn cũng để cái cùi trỏ này tì vào lườn để nó có điểm tựa, thì khi lên xuống nó không bị đung đưa đó, và nó sẽ phát lực một cách tối ưu, có nghĩa là nó bắt cơ tay trước vận động một cách tối ưu đó. Ví dụ như đây nhá, khi các bạn tập như này thì các bạn dễ bị đung đưa đúng không, lấy đà. Nhưng khi các bạn tì cùi trỏ vào lườn phát này thì các bạn thấy này, thì cái việc lấy đà nó bị giảm đi rất là nhiều. Ngửa cổ tay ra này đó thì lúc này hiệu quả và cơ bắp rất hiệu quả, rất cao. À, bản thân mình hiện tại thì mình chỉ có tập khoảng 7,5 đến 10 thôi, chứ mình không tập nặng. Ngày xưa thì tập rất nặng nhưng mà để hiệu quả cho cơ bắp ấy thì chúng ta tập vừa phải trọng lượng, bắt cơ bắp vận động nhiều nhất có thể. Đấy mới là tập luyện tốt và hiệu quả cao cho cơ bắp các bạn nhé. Ok, chúc anh em tập luyện hiệu quả và có một cái tay trước thật là đẹp nhá.